Có thể nói kem chống nắng là sản phẩm quan trọng nhất trong các sản phẩm dưỡng da. Và kem chống nắng La Roche Posay là dòng sản phẩm được các chị em tin dùng nhiều nhất, không chỉ bởi khả năng chống nắng hiệu quả, mà còn vì sự đa dạng phù hợp với từng loại da. Đặc biệt là dòng kem chống nắng La Roche Posay Anthelios 50ml được mua nhiều nhất hiện nay. Hãy cùng shop tìm hiểu xem lý do tại sao mà sản phẩm này được chị em ưa chuộng nhất nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem chống nắng La Roche Posay là một trong những dòng sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm La Roche Posay của Pháp. Được biết đến là dòng kem chống nắng nổi tiếng và nhiều loại phù hợp cho từng loại da và công dụng khác nhau. Đặc biệt là dòng kem chống nắng La Roche Posay Anthelios 50ml với hai sản phẩm phổ biến nhất và đang làm mưa làm gió trên thị trường. Đó là kem chống nắng La Roche Posay Anthelios Anti-Sai Gel Cream Dry Touch Gel Cream SPF 50+50ml và kem chống nắng La Roche Posay Anthelios Anti-Imperfection 50ml. Trước hết, cả hai loại kem chống nắng La Roche Posay Anthelios 50ml này rất ưu ái cho làn da dầu hoặc da dầu mụn. Với chỉ số chống nắng cao SPF 50+ và PA4+ có khả năng chống nắng hiệu quả. Hơn nữa, dòng này còn chứa thành phần nước khoáng La Roche Posay công nghệ độc quyền làm dịu mắt da dưới cái nắng có thể khiến da bỏng rát. Đối với dòng kem chống nắng La Roche Posay Anthelios Anti-Sai Gel Cream Dry Touch Gel Cream SPF 50+50ml có chất gel mỏng mịn, dễ thấm vào da, không để lại vệt trắng, giúp da kiểm soát bã nhờn hiệu quả. Còn với kem chống nắng La Roche Posay Anthelios Anti-Imperfection 50ml với chất kem của em này ở dạng cream đặc sệt, trắng tinh, sẽ lên tông trắng ngay sau khi thoa lên da và sẽ bay bớt sau khoảng 2 đến 3 giờ dùng. Đó là lý do tại sao mà cả hai loại kem chống nắng La Roche Posay Anthelios 50ml được ưa chuộng nhất hiện nay nhé. Kem chống nắng La Roche Posay hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem chống nắng La Roche Posay hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.